Red Bull nè. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại Mạnh đang có mặt tại huyện Tiên Lãng của Hải Phòng. Hôm nay anh em chúng tôi tiếp tục đi xử lý một cái mâm quay toa bị nhịp cho em Doosan DX55MTACE. Hải Phòng đón anh em chúng tôi bởi một cái thời tiết khá là đẹp. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang di chuyển máy ra một cái bãi rộng để làm cho nó thoải mái và kiếm một cái chỗ nào có bóng cây cho nó mát để làm cho nó đỡ vất vả. Ở đây thì có một cái đường rất là rộng, tha hồ để đậu máy để làm. Và mảnh đất Hải Phòng chào đón anh em chúng tôi thì bởi một cái thời tiết khá là êm dịu. Đấy. Bây giờ thì chờ máy di chuyển vào trong cái chỗ rộng rãi rồi anh em chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Và như thường lệ, công tác kiểm tra là cái công tác đầu tiên để đánh giá cái tình trạng mâm nó bị nhịp như thế nào. Đây là bạn MT các bạn nhé. Đây, đây các bạn có thể để ý đây, mâm này, ui ôi, đây gật gù này, gật lên gật xuống rất là nhiều và cái dịch mỡ chảy ra ngoài này. Đây này, nhấc này, nhấc lên nhấc xuống rất là nhiều này. Đấy, thấy chưa? Đấy, đấy, quá là nhiều luôn. Quay đi, quay xem nó kêu không? Đấy, ngoài cái vấn đề là nhịp ra, anh em chúng tôi sẽ quay xem nó có kêu nhiều không. Sau khi đã tháo được hết những cái phần ốc ở vành ngoài, bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành kích mâm lên để kiểm tra. Ô con này chảy dầu đâu mà sao dầu trong mâm nhiều thế? Nước gì? Kéo nước. Dầu đấy. Vì trước là sao chứ bơm mỡ mà nó cứ ướt ra. Cũng có khả năng của motor dớm dầu. Một là motor dớm dầu, hai nữa là nước. Răng còn thôi. Còn răng không? Đâu vòng bi nó đâu? Tí nữa chú sẽ được xem vòng bi. Đấy, bây giờ mâm nó như này mà đấy, toàn mỡ loãng rồi. Loãng đâu? Mỡ loãng hết rồi. Mòn răng không sếp? Không đáng kể, đúng không? Là cái phần trục quay toa mòn không đáng kể. Cũng có gợn này kìa. Gợn này đấy. Đúng rồi đấy chú, là về cơ bản là cứ mòn nhịp mâm là nó sẽ đánh vào đấy mà. Người lấy cái bao để bỏ mỡ vào cho nó hơi bẩn sân. Lấy tháo cũng được. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi sẽ tháo những cái phần ốc ở vành trong. Cái con này thì cũng không bị nặng quá nên là cái phần ốc ở phần trong vẫn còn ngon. Lấy cái xô hoặc cái chậu cũng được. Để mình đổ đi cho nó phải bẩn ra đây. Đấy, trường hợp mà mâm mà nó bị nhịp nặng quá thì những cái ốc vành trong này nó bị mòn. Nó mòn là nó đứt. Mình đây là chưa đến nỗi là dơ lắm. Thì nó chưa bị mòn hết cái phần ốc đấy. Quá trời mỡ bên trong. Con này chắc khả năng còn chảy cả dầu. Thank you.
mỡ quá nhiều. Anh hạ xuống thấp đầu này thì bật đầu kia lên thì bỏ được. Một cái đó. Bỏ một cái. Đấy, bì nghe kêu long hồng sọc rồi. Vâng, nó nằm ở trong. Có phải lấy dầu giữa? Đấy, thôi cứ kệ thôi, trường hợp ấy tí nữa cho ít cát vào đấy là được. Nhưng mà nó bị nó dơ, nó đập vào cái trục, nó mòn, nó phá cái phớt của cái trục cái toa ra, nó chảy. Và đây là một cái mâm bại được anh em chúng tôi lắp lên con 55 này. Đấy, hôm nay sẽ bắt ốc ở vành trong trước. Ốc sáng trưng luôn. Bọn Hàn này toàn ốc toàn mạ chrome hết. Khi đã bắt được hết phần ốc ở vành trong thì khâu này anh em chúng tôi sẽ tiến hành hạ mâm xuống để hoàn thiện cái việc là lắp đặt cho con Dosan DX55 này. Ừ, chống lại đi.
thì đang chỉnh cho cái phần bánh răng quay toa nó khớp vào với mâm để hạ xuống ăn với nhau. Đây đẹp rồi, đẹp rồi. Aco cũng chuẩn rồi đấy, đẹp rồi đấy. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống một tí đi thôi, được bằng này thôi. Xuống rồi, xuống rồi. Rồi. Rồi hạ đây. Nhấc rồi. Đấy, một cái mâm khít khít luôn. Như thường lệ thì khúc này anh em chúng tôi sẽ tiến hành bắt ốc ở bành ngoài. Đấy, bắt trong rồi thì phải bắt ngoài. Cây tiếp này, còn cây tiếp trong gầm này. Thử thế nào, lắc đi. Đây. Thêm du luôn các bạn nhá, không lắc lơ đi gì nữa. Quay vòng xem. Đây test để xem là nó còn chưa không. Em chưa thầy. Em hơn lúc trước đúng không? Nó khác hẳn đi chứ. Đấy. Đấy, anh lắc mạnh vào cho thầy xem cái. Rồi. Chắc quá. Chắc quá hả? Đấy anh thử đi, thế này khả năng là phải tháo ra làm lại cho nó lỏng lỏng tí. Chứ ông bảo là làm chắc quá thì bao giờ nó hỏng, lắc lại thử cái nữa đi, chống đi. Đâu cái dầu này là vừa tháo cái trục trung tâm đấy. Nó chảy nốt xuống đấy. Chứ không có phải ở đây đâu. Vừa xong là trung tâm nó xin sản động ra. Có chắc không chú? Có chặt quá không? Để cháu làm dơ dơ tí nữa để khoảng mấy tháng nữa chú cháu mình gặp nhau. Không, nhầm nhầm chỉ hết bảo hành thôi. Nhầm nhầm hết bảo hành thôi, xong là chú cháu lại ta lại gặp nhau tí. Không, nhưng mà bây giờ ý kiến của chú, chứ chú bảo là thôi chú cũng tạo điều kiện cho cháu làm ăn thì là chú cháu mình cứ khoảng 7 tháng gặp nhau, còn nếu chú bảo thôi đừng gặp nhau nữa thì đây, một cái mâm đã được xử lý xong các bạn này. Đấy, rất là chặt chẽ. Đấy, chú có ý kiến gì không? Quá chặt chẽ. Đây, giờ thì thao hồ thoải mái là. Đấy, cảm nhận ý kiến người dùng, chú có lên thử tí không? Không lái đâu mà lên. Không lên thì chú cứ đập mạnh vào. Đấy. À, và như vậy thì anh em chúng tôi cũng đã hoàn thành xong cái việc lắp đặt mâm cho em 55 này nằm tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Đấy, kết thúc một buổi làm việc rất là hiệu quả. Đấy, bác chủ bảo là chặt như thế này thì bao giờ mới
Đấy, anh em nào có nhu cầu phục hồi mâm quay ta thay thế thì có thể liên hệ em Mạnh 9 tuổi nhé. Và video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tất cả anh em Hải Phòng nhé. Và hẹn Hải Phòng hẹn anh em Hải Phòng vào một dịp gần nhất. Có hàng à? Có.